mình cũng là một người khuyết tật thì mình biết rằng là với những người khuyết tật thì họ có nhiều những cái khó khăn hơn so với những người khác. Cái cơ hội mà họ để có thể đi học và đi làm việc á, thì hạn chế hơn rất là nhiều. Cho nên mình nghĩ rằng mình cảm thấy mình có một cái sự may mắn hơn trong cuộc sống và mình cũng nắm bắt được những cái cơ hội tốt hơn. Thì khi mà mình đi làm, mình có công việc thì mình cũng muốn rằng là mình tạo ra những cái cơ hội cho những người khác thôi. Vì việc sống thì các bạn sẽ tùy vào cái đầu vào của các bạn xem là với những em dạng tật như thế này thì nên học nghề gì là dễ cho các em xin việc sau này, và phụ thuộc vào cái nhu cầu của các em nữa. Có những cái ngành cơ bản ví dụ như là chỉnh sửa ảnh này, thứ hai nữa là làm về AI, một chút về AI, data labeling, rồi bây giờ thì có thêm cả là digital marketing. Đó, bên cạnh những cái nghề chính thì mình có những cái nghề, có những cái mảng phụ, ví dụ như là các bạn được học tiếng Anh, kỹ năng hòa nhập, kỹ năng làm việc đấy, và trang bị thêm những cái kiến thức xã hội khác, ví dụ như là luật lao động này, rồi bình đẳng giới. Với những cái căn văn phòng mà mình sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật thì bao giờ mình phải tính đến cái yếu tố tiếp cận để các bạn có thể xen lăn lên xuống dễ dàng, rồi khu vệ sinh để các bạn đi vệ sinh được, vào được bên trong đấy, rồi mình luôn luôn sẽ cần phải thuê rộng rãi hơn, tại vì xe lăn di chuyển đi lại á, nó cũng cần nhiều cái không gian để các bạn thoải mái. Khi mà cái vấn đề sức khỏe của các bạn cũng sẽ có một chút vấn đề so với cả là những người khác, thì mình cũng cần tạo những cái điều kiện khác. Em cũng gặp khá nhiều khó khăn, ví dụ như là thầy cô gọi lên bảng viết ấy, thì mình thấp với chiều cao như mình thì mình không với tới bảng ấy, thì mình không viết được. Mình phải bắt buộc là phải kê ghế hoặc là viết giày ở dưới chân bảng. Khi vào trung tâm nghị lực sống thì em có học công nghệ thông tin ở đấy. Ở đấy là ban đầu mình vào là học Word, Excel, PowerPoint, nhưng về sau thì mình học chuyên sâu vào Photoshop, chỉnh sửa ảnh bất động sản. Hiện tại vị trí của em là QC của chỉnh sửa ảnh bất động sản, tức là quản lý chất lượng. Khi mà các bạn là xong ấy là em là người trách và là người giao hàng cho khách. Thu nhập của mình cũng đủ sống ở đây. Ngoài ra mình cũng có thể giúp được bố mẹ gia đình một phần, và mình cũng rất là hài lòng về thu nhập của mình ở hiện tại. Làm việc ý tôi không chỉ mất tôi thì em thấy là môi trường rất là thoải mái, làm việc thì mọi người luôn hỗ trợ tôi đối với nhau rất là nhiệt tình. Trẻ là một người rất là tốt, trẻ hay giúp đỡ mình, mà trẻ là không nói gì xa, trẻ là lượng ân thần. Trẻ cũng là người khuyết tật, người xe lăn, nhưng trẻ rất là hiểu. Nhưng mà như bọn em, mình mong là các bạn sẽ bước ra cái vùng an toàn của mình để ra người xã hội, thì đó không đáng sợ như các bạn nghĩ. Môi trường công ty thì rất là thoải mái, vui vẻ, đồng nghiệp với nhau rất là hòa đồng. Công việc thì rất là kiểu nhẹ nhàng, phù hợp với dạng khuyết tật như em. Em là khuyết tật vận động ở tay, em chỉ cảm thấy là cái dạng khuyết tật của em là nhẹ so với các bạn trong công ty, như các bạn đi xe lăn hay là những bạn mà yếu hơn như là xương thủy tinh ấy. Mấy bạn đi xe lăn rất là khó khăn, nhưng mà mọi người đều làm việc rất là đầy đủ với đạt chỉ tiêu rất là ổn định trong công ty. Em cảm thấy rất là vui vì là kiểu kiếm được nguồn thu nhập khá là ổn định, với lại là giúp đỡ được cho gia đình hay là người thân, cũng học hỏi được rất nhiều anh chị trong công ty. She's very funny. Okay, she likes to joke, so me too.
so we tease each other, so we have same personality. She's very caring. She likes to help people, so I like that a lot. She's very outgoing. She's very social, so she always have a lot of friends, and she knows how to bring the best out of people. She knows how to make them succeed. Okay, she sees good quality and she'll push that. Giữa Vân và chồng của Vân thấy có nhiều những cái điểm chung, ví dụ như là những người sống suy nghĩ rất đơn giản, sống rất tự do và đơn giản, không suy nghĩ quá phức tạp. Thứ hai nữa là mình luôn có những cái sự gọi là tôn trọng cái sự khác biệt của mỗi người. Nên là khi mà mình gặp nhau ở những cái điểm như vậy á, thì mình rất là dễ để giao tiếp và sống chung. Bây giờ thế giới nó rất là cởi mở và có rất là nhiều người đã có cái nhìn gọi là phóng khoáng hơn với vấn đề năng lực của người khuyết tật. Cho nên là mình, những người như tụi mình có rất là nhiều những cái cơ hội ở bên ngoài. Và cái điều quan trọng nhất là gì? Những người khuyết tật hãy bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, vượt qua những cái nỗi sợ ở bên trong mình, để mình ra mình hòa nhập với thế giới. Và mỗi người thì sẽ có một cái cơ hội khác nhau. Đầu tiên có thể là đi học nghề. Hãy chọn cho mình những cái nghề nghiệp mà mình yêu thích.